Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn thân mến, trong kỳ podcast lần này của Chậm Chậm Mà Sống thì Phương muốn đọc cho các bạn nghe một lá thư tình. Nhưng đây không phải là lá thư tình của một người gửi cho một người như bao lá thư tình khác, mà là thư tình gửi rừng xanh. Thì đây là một cái lá thư tình được viết bởi David Haskell và vốn là được đọc ở trên kênh podcast của đài BBC 4 Radio. Cái chủ podcast này tên là Forest 404, và một cái người bạn của mình là chị Linh Trịnh, là một nhà thiết kế, một người thể nghiệm rất là nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Thì chị Linh đã nghe cái kênh radio podcast này và cảm thấy rất là cảm động trước cái lá thư tình này. Cho nên chị Linh đã ngồi kỳ cọc viết ra, gõ lại những cái dòng ở trong cái lá thư mà người ta đã đọc. Và đến lượt mình khi mà được chị Linh chia sẻ cái những cái dòng viết ra dưới dạng Anh ngữ thì mình lại cảm thấy rất là cảm động. Một thời gian thì mình chỉ đọc thôi, nhưng sau đó thì mình có một cái thôi thúc rằng là muốn được dịch lại và đọc lại cho các bạn nghe. Bởi vì mình không biết các bạn thế nào, nhưng đối với mình, khi mà mình đọc những cái dòng ở trong bức thư này thì mình cảm thấy nó y như là những lời mà mình muốn gửi đến mẹ của rừng xanh, mẹ của trái đất, của thiên nhiên, vũ trụ. Và mình cảm thấy như là đây cũng giống như những cái dòng viết mà nếu như trong một cái trạng thái thăng hoa hơn thì mình cũng muốn viết y như vậy. Thôi, không dài dòng nữa, thì bây giờ mình xin phép đọc cái bức thư tình này cho các bạn nghe. Và hy vọng rằng khi nghe cái bức thư này thì các bạn cũng có được một chỗ ngồi êm ấm, một không gian ấm áp, bên cạnh có thể là một ly nước yêu thích của bản thân mình. Và các bạn chỉ đơn thuần là nhắm mắt lại và nghe thôi. Ngoài ra thì muốn gửi lời cảm ơn Bùi Thanh Dương, thì Thanh Dương của Team Nam Phương đã dịch lại cái lá thư này theo đơn đặt hàng của Phương. Và Phương rất là cảm động trước những cái nỗ lực của chị Linh, của Dương và những người bạn khác trong thời gian gần đây. Và đây cũng là một món quà mà Phương muốn dành cho những người bạn của mình. Bây giờ thì mời mọi người cùng lắng nghe nhé. Ôi rừng xanh, chẳng ngôn từ nào là đủ để ngợi ca sắc đẹp và những điều tuyệt diệu trong đời sống nội tâm của người. Vì lời nói là không đủ, nên tôi chạy tới bên người. Tôi nâng niu trong tay một nắm đất nhỏ và cúi đầu để hít đầy lồng ngực. Có hàng tá kết cấu trong một nắm đất này, những sợi rễ cây bền chắc, bụi khoáng, mùn xốp, chút lạo xạo của vụn vỏ cây và lá khô. Và trong mũi tôi nồng nàn một hương thơm phóng khoáng, hòa quyện giữa sự thú vị sắc bén của những ống rễ và mùi cay nồng đặc trưng của những loài vi sinh vật. Hơi thở của chúng ta hòa quyện vào nhau. Mỗi hơi tôi hít vào đều mang theo chất xúc tác của sự sống, khí oxy. Một nửa lượng khí quý giá này được tạo ra từ sâu bên trong những chiếc lá ngọc ngà của người. Một nửa phần oxy còn lại trong hơi thở của tôi đến từ những người bạn của người, tảo biển. Rừng xanh và đại dương làm tan cơn khát oxy của từng tế bào trong cơ thể tôi. Với mỗi hơi thở ra, tôi gửi carbon dioxide vào không khí, rồi người lại bắt lấy chúng để tạo thành gỗ, hoa trái và rễ cây. Ranh giới giữa tôi và người thật mong manh. Những dòng khí đã kết nối các lục địa, chắp cánh cho sự hợp nhất vô hình trong linh hồn của rừng xanh. Khí kết nối chúng ta. Không chỉ có hơi thở gắn kết tôi với người, bất cứ khi nào tôi quay về tìm kiếm cái đẹp hay sức sống, người luôn ở đó. Một người yêu, một người bạn đồng hành của toàn nhân loại. Cây cối của người cho chúng tôi âm nhạc, tiếng gió thổi qua tán cây, bài hát của những chú chim làm tổ, và những nhạc cụ của con người nữa.
mỗi âm thanh được tạo nên từ đàn piano, violin hay guitar đều là âm thanh của gỗ, với những âm vang được chế tác và phát triển theo những hình thức khác nhau. Rồi những cuốn sách kết nối ý thức loài người xuyên không gian và thời gian, thông qua sự diệu kỳ của giấy. Âm sắc của người mang lại hình hài và sự trường tồn cho ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi quây quần dưới sức mạnh của người. Khi chúng tôi sưởi ấm bên bếp lửa, những cuộc chuyện trò của con người đi từ chủ đề thường nhật sang địa hạt của trí tưởng tượng. Sức nóng và ngọn lửa của người khơi dậy những câu chuyện và sức sáng tạo trong chúng tôi. Người, rừng xanh, hiện diện trong tất cả những mối kết ràng của con người. Người là người gắn kết tuyệt diệu. Những kết nối con người này cũng chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới sự sống tuyệt đẹp mà người tạo tác. Trong một nắm đất tôi đang nâng niu đây, có 1.000 tỷ vi khuẩn sống ẩn mình trong lớp đất mùn phong phú, sâu chuỗi vô số những sợi nấm. Mỗi sợi mạnh đến nỗi hàng chục mét sợi nấm cũng chỉ nằm gọn trong một lớp đất mà thôi. Mỗi sinh vật này đều đang chuyện trò với những người hàng xóm của mình, thì thầm qua những loại chất được tiết ra, từ sinh vật này chuyển tới sinh vật khác. Những mạng rễ con hầu như không thể thấy bằng mắt thường lại là người khổng lồ trong thế giới vi mô này, và chúng cũng gắn bó mật thiết trong một cộng đồng sôi động, kết nối giữa màng tế bào với màng tế bào, chuyện trò trong ngôn ngữ của phân tử. Trong mạng lưới này, thức ăn chảy từ cây này sang cây khác, rồi từ cây tới nấm, rồi tới vi trùng. Mạng lưới ở tầng dưới cũng lan truyền tin tức. Cộng đồng chia sẻ thông tin về những bầy côn trùng xâm lược, sự thay đổi độ ẩm của đất và nhịp điệu các mùa. Cũng như tôi, gắn bó với rừng xanh bằng hơi thở, mọi sinh vật trong khu rừng sống trong mối dây kết ràng chặt chẽ với nhau. Không có cá thể nào sinh lẻ. Sự sống luôn bắt đầu và kết thúc trong lòng của cộng đồng. Sự phức tạp của người, rừng xanh hỡi, làm cho tôi phải khiêm tốn cúi mình. Người kéo tôi ra khỏi giới hạn của thế giới, nơi tôi coi mình là trung tâm, và đưa tôi vào một thế giới lớn lao, bao trùm lấy tôi, truyền cảm hứng cho tôi. 86 tỷ tế bào thần kinh trong hộp sọ của tôi cũng chỉ ngang với số lượng tế bào trong một nhúm đất của người. Trên mặt đất, người rộng lòng chào đón sự đa dạng vĩ đại của cuộc sống. Trong mỗi hecta rừng nhiệt đới, người dung chứa và nuôi dưỡng 500 loài chim và 600 loài cây. Trong những cánh rừng ôn đới, người cũng là nơi cư ngụ của phần lớn các loài động thực vật trên hành tinh này. Tôi kinh ngạc trước câu chuyện cổ xưa của người. Khu rừng đầu tiên đã mọc lên từ 400 triệu năm về trước. Người đã có đủ thời gian để lắng nghe thế giới và khám phá cách để hòa hợp và thuộc về thế giới này. Người biết làm thế nào để tạo nên sự sống mới. Vì thế, học hỏi từ người là một cách để tôi trao gửi tình yêu thương và sự quan tâm tới thế giới sống động này. Đôi khi, con người chúng tôi lãng quên sự trù phú và hào phóng của người. Nhưng ký ức mãi trường tồn trong nền văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi đặt những cái cây tại trung tâm, trong những tôn giáo của mình. Biểu tượng này mang ý nghĩa cái cây của tri thức, của thiện và ác trong khu vườn địa đàng. Đức Phật đã giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề. Cây sự sống khổng lồ kết nối 9 thế giới và vũ trụ trong thần thoại Bắc Âu. Sự giải phóng của tộc người Celt và thậm chí sơ đồ cây tiến hóa trong những phòng thí nghiệm khoa học. Ngôn ngữ của chúng tôi vẫn khắc ghi những điều bị tâm trí hàng ngày lãng quên. Người, rừng xanh đã cho chúng tôi sự sống. Người duy trì đời sống của chúng tôi trong từng khoảnh khắc. Và đó là nền móng cho tình yêu giữa chúng ta. Các bạn thân mến, và đó là bức thư tình gửi rừng xanh của tác giả David Haskell. Và nếu như các bạn yêu thích cái chất văn đầy tính thi vị nhưng mãnh liệt, nồng nàn và giàu yêu thương, trí tuệ nữa,
của David Haskell thì có thể tham khảo cuốn sách Khúc hát của cây của ông đã xuất bản tại Việt Nam. Khúc hát của cây, câu chuyện về sự kết nối tuyệt vời của tự nhiên. Thì bản thân Nam Phương sau khi mà nói chuyện với chị Linh Trịch về việc là dịch cái bức thư tình này thì mới biết là cái quyển sách này được xuất bản và Phương cũng đang đợi sách về thôi. Nhưng Phương hoàn toàn tin tưởng đây là một cái cuốn sách rất là hay. Nó giống như những cái cuốn sách mà Phương đã từng đọc mà tác giả có một cái tình yêu nồng nàn, sâu đậm và vô cùng kính ngưỡng trước mẹ thiên nhiên, trước rừng xanh, trước cây cối, ví dụ như là Thế giới bí ẩn của loài cây, tiểu thuyết Vòm rừng chẳng hạn, hay là Mùa xuân vắng lặng, và rất là nhiều cuốn sách về sinh thái khác. Thì Phương thấy rằng những cái cuốn sách đó nó rất là đáng để đọc. Và Phương thấy rằng đây chính là cái tình cảm mà mình muốn dành cho mẹ thiên nhiên và cho trái đất. Và Phương thấy nó hơn bao giờ hết nên là những cái thông điệp mà chúng ta gửi gắm đến cho mẹ trái đất, cho những cái cây xung quanh mình. Giống như trong một cái buổi trò chuyện livestream dạo gần đây á, thì Phương cũng có mời các bạn ướm lên một cái lăng kính rằng là các bạn có thấy rằng có những cái mà mình tưởng là mình chặt chẽ và mình không sống thiếu được, thậm chí ví dụ tứ chi của mình, khi mà mình giả sử như mình mất đi tứ chi thì mình vẫn sống. Và thậm chí có những cái người ở trên trái đất này họ mất đi tay, chân, một vài bộ phận trọng yếu của cơ thể, nhưng mà họ vẫn sống và sống tốt, vẫn vươn lên với đầy đủ ý chí và nghị lực, vẫn bù đắp được. Bởi vì cuối cùng thì con người chúng ta không chỉ là cái thân thể vật chất, chúng ta còn có linh hồn, chúng ta còn có những cái thể khác như là thể ánh sáng và điện từ trường xung quanh cơ thể của chúng ta. Mặc dù mắt không thể nhìn thấy được, nhưng mà trong cái trường điện từ xung quanh cơ thể thì nó mang đầy đủ những cái thông tin về xúc cảm, về ý định, về tư tưởng của con người. Và tương tự đối với rừng xanh, với những sinh vật ở trên trái đất này, thì tất cả đều mang những cái trường năng lượng. Và từ trong những cái sự kết nối trường năng lượng đó mà chúng ta được chữa lành, được xoa dịu và được nuôi dưỡng. Thì ngay cả khi mà chúng ta mất đi tứ chi, mất đi những cái bộ phận như là ví dụ như là mình mất đi một quả thận đi chẳng hạn, thì mình vẫn sống. Thế mà mình cứ nghĩ rằng là đấy là mình đó. Nhưng mà giả sử như là chúng ta mất đi những cái cây, mất đi rừng xanh, thì chắc chắn là chúng ta không sống được. Phương chắc chắn là điều đó. Bây giờ chúng ta vẫn đang sống là bởi vì chúng ta còn oxy, còn oxy là bởi vì là vẫn còn những cái cây. Nhưng mà chúng ta vẫn đang vay mượn rất là nhiều của mẹ thiên nhiên. Và có những cái quốc gia đặc biệt như là Bhutan đi chẳng hạn, giữ 70% diện tích rừng thì bù đắp cho cái sự thiếu hụt của phần còn lại của thế giới, những cái nơi mà đang chặt phá rừng vô tội vạ cho những cái mục đích về nông nghiệp hay là phát triển đô thị. Thì đấy là một vài cái mà mình có thể đặt câu hỏi ra. Hóa ra cái cây rừng là ở ngoài mình, nhưng khi mà thiếu đi thì mình không thể sống được. Vậy thì những cái mà mình nghĩ rằng là ở ngoài mình thực ra mới chính là cái phần trọng yếu của mình. Và ngược lại, có những phần mà mình tưởng là của mình sẽ mãi mãi là mình đó, rồi cuối cùng mất đi thì mình vẫn sống tốt chứ sao. Thì đấy là một cái cách đặt vấn đề để mà chúng ta cùng suy ngẫm xem rằng thực sự thì mình là cái gì. Mình được tạo ra từ những cái mà không phải là mình, mình tưởng là không phải là mình nhưng hóa ra là mình đó. Thì trong cái tình cảm rất là sâu đậm với rừng xanh thì tác giả David Haskell đã viết ra bức thư tình này. Và bản thân Phương cảm thấy vô cùng cảm động. Và ngoài cái việc là gợi ý cho các bạn đọc cái cuốn sách vừa rồi, thì bản thân Phương cũng mong muốn là nếu như là các anh chị em mà ở khu vực Lâm Đồng và cảm thấy kết nối đối với những cái thông điệp như vậy, thì có thể cùng đến một cái sự kiện phi lợi nhuận mà Phương và anh Đoàn Quý Lâm tổ chức, có tên là Hệ sinh thái tỉnh thức, được tổ chức tại phố Bên Đồi, tức là cái không gian văn hóa nghệ thuật ở Đà Lạt, vào ngày 13 tháng 8 năm 2022, bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng. Thì Phương sẽ để lại cái link event ở trong cái podcast này để mà các bạn quan tâm có thể xem và đăng ký ha. Thì
cái event này tên là hệ sinh thái tỉnh thức là bởi vì anh Lâm và mình sau khi mà gặp nhau thì có chia sẻ chung một số cái niềm mong mỏi. Cái niềm mong mỏi cái thứ nhất ở đây ấy, là được gặp những anh chị em mà có đang có cùng chung giá trị, cùng chung những cái sự gắn kết nhất định về mặt năng lượng và cùng đang muốn cống hiến, hỗ trợ, phụng sự và chia sẻ giá trị cho cộng đồng. Đó có thể là những anh chị em đến từ những cái lĩnh vực như là yoga, cộng đồng ăn lành, ăn chay, ăn thực dưỡng, cộng đồng làm vườn thuận tự nhiên, những cộng đồng thiền, những cộng đồng làm nghệ thuật biểu đạt, làm giáo dục thay thế, vân vân. Thì không phân biệt đấy là một cái khía cạnh nào, một cái lĩnh vực nào ở trong cuộc sống, tụi mình tin rằng khi mà ở trong một cái thời điểm đặc biệt này, là thời điểm mà toàn bộ lịch sử trái đất đang chuyển sang một cái trang mới, sang một giai đoạn mới, thì đây là lúc mà thật sự là một một bộ lạc, một cộng đồng ánh sáng cần chung tay với nhau, đến bên nhau để mà cùng chuẩn bị cho sự thức tỉnh tập thể lớn sắp diễn ra. Và tụi mình tin tưởng rằng cũng giống như mình và rừng cây gắn kết với nhau nhiều hơn là mình nghĩ, mình và toàn bộ các sự sống xung quanh có sự kết ràng chặt chẽ với nhau và chúng ta là một. Thì ở đây chúng ta có thể trước hết là trong cộng đồng có thể hòa điệu cùng với nhau trong một cái không gian và thắp thêm ánh sáng cho nhau, hòa chung cái ánh sáng mà mỗi người đang có để làm nên một cái quầng sáng rộng hơn và nâng đỡ cho trường năng lượng của trái đất ngày càng lành mạnh hơn, vui hơn và bình an hơn. Đấy là lời mời của mình. Thì hy vọng rằng là sẽ được gặp những anh chị em hữu duyên sẽ cùng đến trong không gian này. Thì một lần nữa thì Phương xin mời các bạn tìm những cái tài liệu, những cái phần hỗ trợ thêm ở trong mô tả của podcast nhé. Thì cái kỳ podcast hôm nay đến đây là kết thúc. Và Nam Phương cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng là các bạn sẽ quay trở lại lắng nghe podcast vào thứ ba hàng tuần trên kênh Chậm Chậm Mà Sống, có mặt ở YouTube, Spotify, Apple Podcast và một số kênh khác của các app như là Sario, May, Tune FM, Líu Lô, vân vân. Thì rất là nhiều cái kênh khác nhau. Và nếu như là các bạn chưa đăng ký để mà follow kênh thì hy vọng là các bạn cũng cân nhắc để mà theo dõi thêm kênh, nhấn vào nút chuông để mà nhận được những cái thông báo khi mà kênh có tập mới ra ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Nam Phương chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Xin chào và hẹn gặp lại.